đúng không? 3 triệu 1 đấy. Ba quả chuối rồi à? Nếu tại thì chuối này nó nhỏ, ăn chung. Câu. Cá ngon. Đâu? Đâu em chung? Chú lại bóp rồi. Bóp đều. Thải lại câu một cá mười mấy cân. Cá. Nhẹ nhàng. Ui nóng lắm. Nên là hai tay bóp này. Đảo cái kia lên nó cùng khoai bóp này xong rồi cho kia này. Thơm. Đấy, bỏ tủ lạnh câu dần. Ăn. Thôi, đâu có tiền đấy. Đấy con tối về, tối trên nhà ra đây ăn cơm. Thì chiều đi bắt lấy con bằng gì? Sang bà hàng cậu à? À, đang bắt lấy con mang về hấp ở nhà ăn. Chẳng hay, nghe hai anh em vừa ra ngoài kia. Hả? Đấy, anh đảo đều hết lên xong bóp bóp nhỏ đổ à, dọn cỏ cho ông ấy báo cỏ đổ luôn, nhưng mà đừng dọn ở trên, dọn hết thì xung quanh thôi để cho nó tốt. Tao bảo cũng có cỏ xanh mát đấy, mát thiên nhiên là nào thanh minh cho phải dọn. Cỏ mà mộ nào mà không có cỏ mọc là có vấn đề. Đây tí cho đây cho mang ít đi thôi, còn cho tủ lạnh câu dần. Thơm nhỉ? Thơm không? Bóp nhuyễn cái khoai này nhỉ? Ừ, bóp một nhuyễn thôi. Bóp nhuyễn càng tốt, càng nhuyễn. Ví dụ anh cô đơn thì anh để nguyên như này thôi, thế nó vê vào lưỡi thôi. Bóp nhỏ vê vào lưỡi thì đấy. Quá, mình xin được lắm, ít nữa thôi mình trộn nữa. Mùi mùi chúng nó có thơm này không? Thôi, phải mùi vẫn đéo có độ tanh. Sắp ăn cơm chưa? Con xuống cái bảo Tiến nó về. Mang mua đâu bán? Cần dốc. Anh nông dân năm nay đã tập đi câu rồi. Mấy hôm em đi câu xa trộn nhiều bóp bóp mỏi dưới hết cả tay. Bé năm nay một quả một con đấy. Quả đây bằng này à? Đéo to thế, chỉ bằng nửa đấy thôi. Đây để em phụ em bóp lại xong là nắm. Rồi, cái tay. Tay cái gì?
hạn hơi khô ấy, để cho tủ lạnh vừa khô ít. Thơm, chủ yếu thơm cái mùi gì vậy? Thì này một câu đài đúng rồi, không biết gì cũng lần về ký đài từ sắp xong rồi, chỉ nữa chờ bố chờ tí. Đây để em bố lên cho chị lại. Lắp mùi thế câu dần đi, cứ để câu dần được à, câu cả năm được. Là bỏ cái cối người ta dạ theo cối ra nó lại khác. Ôi chiều mai đi tầng này câu thôi, còn một cục rất là lạnh ba này, còn đá một tí còn đá đây, thì cái đấy cứ vứt đấy thì em cho thêm tí nước mình bóc. Để mang cất đi nha. Ừ, tôi để đi cất đây, nắm anh nắm thử xem. Sau biết được. Mới cái kia bỏ ngăn đá là lần sau nó ra nước không thể phải nắm thử. Này chiều câu ở mái câu có mười dòng bên này thôi. Biết tắm ở ngoài tắm luôn. Cuối cùng không gắn này, cuối cùng được. Này anh để anh nắm ở đây trước này, anh ăn chừng nó như này, bút cục nó so ở giữa. Nắm nó giống tròn. Tròn hết ấn hai cái đầu luôn. Quanh tại vì xuống nước đằng nào cũng có một cái mặt này nó bị úp xuống, nó mất một hai lưỡi ở dưới đất hả? Một lưỡi dài để không à? Một cái cuối đây này để không rớt vào. Anh đừng cắm cái đầu đấy vào, cắm này này. Ghim cái đít hơi chéo chéo này. Còn nếu mà mình cắm sâu quá thì nó xuống nước nó không bung ra được không? Đấy, chiều xách chỗ này thì câu. Câu thừa thì lại về bồn tủ lạnh. Rồi xong rồi. Thank you.
Một ông anh lăng xe vứt đây. À, hồ bên kia ngồi nữa. Hồ rộng phết nhỉ. Đấy, không mang chống cần thế vui. Nó cũng nông mà anh Dũng. Cho em ném khoảng tầm hơn 2 mét. Anh em đúng chỗ tầm tầm dưới chấm đấy. Ui dù phi con này, cái đàn này trên này. Nó lên lắm mồi bây giờ nó vào. Em tưởng cái hồ Ba Hang này ngày xưa nó rộng lắm chứ nhỉ? Mấy hồ, còn hai hồ bên trong nữa. Hai hồ bên trong nó thả cá nuôi à? Ở đấy cứ tí ra hết mùi. Mình cả ngu khóc. Cái đàn sóng ở kia đâu đi à, di chuyển ra ngoài nó nhìn thấy không đấy thế có sóng sóng em có sóng chúng tôi mua là vừa khoảng rồi ta có một sợi hắn đâu lại du phi rồi nhiều du phi quá mẹ cho nó lôi máy. Nhìn kìa. Cả con rồi. Anh Dũng dòng đi, Dũng ơi, đằng nào cũng mất mồi. Anh Dũng dòng đi nó quen. Thế vậy là quận vào đây à? Ừ, khóa máy vào. Đóng máy vào, không dòng. Không cần phải giật đâu, cứ thế. Khóa máy vào nữa, khóa máy vào nữa. Đấy rồi, cuốn vào. Cuốn như này à? Ừ. Quấn cái cướp nó vào là được. Ui to phết đấy. Nó lại chép. Đấy, cứ thế thôi, xong này à, hạ con chú tí. Đấy, xong này cuốn, xong này gò, gò lên, xong này gò lên, xong này dựng cần lên. Đấy, vừa thôi, đấy, cứ thế. Thế đó. Cứ thế cuốn đều tay thôi là được. Cho nó căng cướp ra đi. Ủa thế ả rồi. Ủa thế ả rồi. Không để cho nó trùng. Nó to. Nó nặng phết. Nặng phết. Còn cả mương này nè. Về đây. Gracias.
chưa làm được cái mang lên giá lợn đậy mất gần 200 triệu. Lô đề cờ bạc à? Ba hôm lại bỏ về, họ thề lên nút lót cho hết đầu. Đi ngay từ đầu đúng không? Ghe đi lấy phao, cái phao tiếp ngoài đứt phao. To nó hút phát chìm ngay. Ngồi ăn tận quyết còn phi con ngồi ông Dũng. Ôi là hai cái này có hạt xốp ở đâu xuống làm sao mà nó nổi được, nó bị bung xốp ra anh phải ghim xốp vào chứ. Nó là cái lưỡi nào nó mà bị bung xốp ra thì anh phải ghim xốp vào. Một con thật, toàn du phi. Đây nó làm cái này trong câu gọi là câu vừa bán cá đấy được. Yeah. Câu dịch vụ thì mình bắt hết. Hải này về đây ăn cùng thích lắm, mang cần câu đài về câu. Anh định mang cái đấy về cho ông già cái 5m4. Tính to, đại to. Nó lại thôi rồi, lại dừng rồi. Con lấy ra thì cần rưỡi thì béo ăn. Cần sữa y loại 3 hôn cân theo hôn ăn thả hết. Cần thủ lâu lắm thì nó ăn, nó ăn nó đi vào trong. Mãi cá không ăn, không ăn. Bọn mình cũng ăn cá. Cái cá tốt. Đã ăn rô phi. Có lần anh lấy về chục cân. Ăn mấy hồn hết cụ. Này sao ví dụ không có lông sơ không nắm được xa được, không cần nắm xa đâu, hồi nào không cần nắm xa không cần được. Ngồi chỗ mình ngồi chỗ con gà đánh ra nhắm ra 2-3 mét không cần nắm xa như em nắm, nhưng mà sau mỗi nếu có gần sau mỗi nhiều đôi khi to. Thằng kia nắm cá rồi
chùm rồi cái bọn kia nó hay to nhiều. Đây là kỳ mẹ. Quỳ kéo đi. Đấy, tính bà em đây. Kéo được dây rồi. Người ta nhít nhít dây cốt. Đấy, nhít nhít dây. Này, xay mùi quán cá ra có bột bột đấy, xong nắm rồi đánh ăn xê được. Ừ, có còn cầu nữa. Anh cứ thằng này cứ ngồi ngồi béo rồi còn chìm chìm chỗ rồi một con cá to không có ai mà như là mà đi ra câu biết nha không có cái gì nắm to thế mấy khi anh câu toàn nắm to thế. Nên tập chấm gấp kép nó đẹp luôn. Ở dưới khi to ấy. Vậy gì? Đổ bờ này thì chép thôi. Cần có không ạ? Ấy. Hàng khủng rồi. Chấm đen. Ừ, ta ăn. 6 cân nhỉ. Ừ. Đúng rồi. Ủa đây đéo phải chấm đen chấm chỉ anh ạ. Ủa đây là gì đó. Ủa mạnh anh. Nắm mồi nhỉ. Ở đây có video. Anh dòng đi chú.
Ngày bóng nắng. Nhổn nó còn con thật tin ngọc trai 40 triệu. Ở Việt Nam có hai con. Hay Hà Nội có hai con. Để bán đấu giá con đấy được 60. Mà mình ném lên xe mình cứ lém ở một cái khu đấy anh Dũng. Úi giời ơi. Mình cứ ném mãi ở một cái chỗ đấy thế là nó mồi nó tụ ở đấy. Ui phát từ trong cháu áp phết. Đây gì? Cái thế để cho cháu đi nữa. Cá to đấy, mồi thế thật cá to đấy. Nắm mồi to mà. Ôi dù phi con rồi, phí mồi. Có con, phí mồi à. Cái khi vậy chơi bằng canh. Bây giờ lại thích kéo kéo nữa. Cái kiểu kéo đấy lại dù phi lại thích. Nhà câu này nó bán tập sau để cho câu. Bắt đầu về đây rồi đấy. Nó mới ít ít Sophie rồi. Chấm. Cái khi này nó lại để không xanh lên nhỉ. Cái dòng con này đi. Cái quen. Anh nhà như cô suốt mà cô này cô ngày nào gần thì ngày nào cũng đi câu liên tục câu nó tốt ở giải trí. Anh cầm điện quay nó quả cần có mấy thì
Ôi, nó nằm mẹ vào giữa điện thoại, đéo nhìn thấy. Đây là chưa chạy đi chứ. Hôm nay nước uống xong là bị chặt tiền. Ngoài quán nó 11.000 rồi. Bỏ hút bia 11.000, bỏ hút 12.000. Cá, thịt, gà, thịt luôn cả con lợn, con ăn tất. Nào. Ở đây câu nhiều lắm. Nào cả bọn này thịt lợn nữa. Bọn nó tự mang lợn rồi. Tùy đồ. Gác kia để nướng thôi. Đang đồ hồ dịch vụ như này nhỉ. Nhìn mình cứ đi ăn cá nó quằn quại như thế. Lớp mùi mình bên ngoài màu dính sau thì cầm tay đây ôi lại dính rồi. Câu cần máy này anh câu hai cái lưỡi rồi đấy, xong chiên run và ngồi thả đây ngồi ngâm được mà. Trắng trắng thì lấy, trắng đen thì thôi. Đây rồi. Ui. Vãi lồn, con trắng trắng to thế, 10 cân. Trong đấy có bụi rồi. Ôi, con rô phi à? Con rô phi con đúng không? Ui giời, thảo thảo nó mọc vào cái khỏe. Ui to thế. Con này to bự luôn. Ê, cầm cái que. Ui, con này to. Vai lồn thật chứ. Địt mẹ áo lôi cho lì lì luôn. Hãm lồn. Ui. Giật cả mình. Mình mừng hụt. Địt
mẹ thôi, đang nghĩ bụng mà thôi, được con này thì thôi đi về. Cái cành cây nó cắm xuống đất không, cắm đất mình lôi nó lại lặng lặng, mẹ nghĩ bụng chắc một rẻ rách cũng phải tầm hơn cân, 2 cân rách phải 2 cân. Đéo đứt được rồi, đứt ra mồi. Con này béo thế. Ui, mặt măng ra đây.